Chào mừng quý khách. Tình nhân của cô kiếm chỗ này cho cô đó hả? Ừ, sao các cô lại tới đây? Cô muốn hỏi là làm cách nào mà tụi tôi được thả ra đúng không? Tôi cũng được tạm tha thôi. Cô nghĩ là cuộc sống của cô ở ngoài sẽ dễ dàng hơn hả? Tôi sẽ không để cho cô thoát một cách dễ dàng như vậy đâu. Luật pháp không chỉ là sự công bằng, ha, mà còn là trách nhiệm của công dân nữa đó dừng tới lại đi đây là chỗ làm ăn buôn bán tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát đó cô nghĩ là tụi tôi sẽ ở lại đây cho tới khi cùng gọi cảnh sát hả dạy cho cô ta một bài học đi mấy chị em dừng tới lại đi Tôi nói là giật tay đừng có làm vậy mà đau quá tôi hả tụi bay không... Đấy, trời ơi. Mày hả mày Mày hả mày, mày, hả mày? Ừ, trời ơi. Này. Trời ơi. Tao điên <laughs> lên rồi nè Thằng nào vậy Cái thằng nhóc này mày làm cái gì vậy các cô nghĩ sao mà dám tới đây quậy phá vậy hả Cái gì Mày cũng chỉ là một kẻ lừa đảo thôi Bộ tụi mày nghĩ là có thể thoát dễ dàng như vậy đó, hả Tôi báo cảnh sát rồi. Các cô muốn vô tù lần nữa sao? Ờ, đi, đi, Ê, ơi, đi thôi, đi thôi, lẹ lên. Chỉ cần à... cô hứa với tôi sẽ không bao giờ quay trở lại đây, tôi sẽ thả ra. À... Được rồi, tao hứa. Tao sẽ không quay lại đây nữa đâu, được chưa? Ừ. Ở... 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 Thích thì chiều thôi. Ồi. Ở... Ở... Ờ, tụi nó thiệt sự bỏ rơi mình vậy á hả? Thiệt tình. Luật sư Kim hả? Tôi tới chăm sóc Dương Trung Quan xong rồi. Nhưng mà đột nhiên có một chút vấn đề bất ngờ. Có sao không gì? Có bị thương không? Sao anh lại quay lại đây? Tôi làm vậy không phải là muốn cô mang ơn tôi đâu. Hình như là cô không muốn nói chuyện với tôi. Vậy tôi về đi. Cố gắng bảo trọng nha Chậm à. Trung Quân Chị mới về hả Cái gì đây Anh lại làm gì em gái tôi nữa vậy hả Bình tĩnh lại một chút đi Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh Tôi phải dạy cho anh một bài học mới được Trời ơi Chị <laughs> ơi Không phải là anh ta làm đâu Hả Vậy Vậy còn ai làm nữa Người cái... chung phòng giam thì được em về tới đây quậy phá Hả em sao rồi để chị ờ. coi có cần đi bệnh viện hay không vậy thôi chị ơi em không sao đâu chị ơi vào nhà đi ờ được 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 với chú nè đi nhà thôi con dạ con biết rồi con có vô chung con đây mà Cô tên là Dê Chun phải không? À. Hân hạnh được gặp. Chú là xuất Chi Quan. Con cho chú kẹo đó hả? À. Chú thích bạc hà lắm đó. Chắc con cũng thích. Thôi trả lại con nè. Mấy người ở đây bị sao vậy ta? À, tôi về đi. trời ơi biết như vậy chị ở nhà với em rồi Ôi, lúc ở trong tù đã tra tấn em rồi bây giờ ra ngoài cũng không được yên nữa ủa mà sao bọn họ được thả sớm quá vậy chứ chắc là được khoan hồng trời ơi một kẻ độc ác như cô ta mà được khoan hồng hay sao mà sao bọn họ biết em ở đây vậy chị ơi à, à... tôi hiểu rồi luật sư kim chúng ta sẽ nói về chuyện này sau nha chị ơi chị ơi ôi à, à, ba chị ơi à, sao vậy cô còn tỉnh lại rồi ba ba đã thấy đó ba à ba đã nghe cô còn rầy la ba mà ba chúng ta nói chuyện chút đi hả ơi à, à, chị ơi à. cái gì vậy con buông ra cho ba vô gặp cô con đi ba sao ba cứ như vậy hoài vậy hồi nãy ba cũng thấy rồi bà cô vẫn còn đang hôn mê hồi nãy hả à, không, không 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 ba chắc chắn là đã thấy cô con mà cô con đi chung với lại vương uh, trung quân tới văn phòng tuy là con không biết vương trung quân đã làm gì có bỏ bùa ba hay là không nhưng mà ba đã bị cô ta lừa rồi ba bị lừa hả hồi nãy ba đã nói gì với cô ta rồi ba nói con đã suối ba làm như vậy hả ờ à, đâu có cái chuyện đó thì à à nhưng mà cô con á thiệt sự đã la rầy ba mà làm sao cô con la ba được khi mà cô vẫn đang nằm hôn mê như vậy chứ bộ ba không nhận ra là ba đang làm phức tạp quá vấn đề lên hả ờ à, trời ơi ba chỉ nè vậy giờ phải làm sao con chúng ta không có nhiều sự lựa chọn đâu phải tìm cách đẩy Jun chung quân vào tù lại mới được nhưng mà cô ta không có phạm tội thì sao đẩy cô ta vô tù được ba không thấy lần trước chúng ta đã làm được hả làm được một lần thì sẽ có lần thứ hai thôi con đã có kế hoạch rồi cho nên cần thêm một chút thời gian nữa cô đem cái gì tới vậy con nghe bác nói với con là bác đã bán hết đồ đạc để nuôi thân rồi nghe nói vậy con rất là đau lòng đó bác nên con ghé mua một ít đồ cho bác sử dụng nè. Cô nghĩ cô tặng quà cho tôi Ui. sẽ khiến tôi lại mến cô sao? Con làm vậy không phải là để bác mến con đâu. Nhưng mà bác phải yêu thương bản thân mình chứ. Bác không có bắt máy khi mà Jun Trung Quang gọi cho bác chứ. Tôi chưa nói gì hết. Nhưng mà tôi không nên nghe lời cô không. Tôi mỗi lần nghĩ tới chuyện Trung Quang ngoại tình là tôi lại tức tối lắm. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy mình tội lỗi khi mà tố cáo nó trong khi nó vô tội vậy bây giờ không phải là lúc bác thấy có lỗi với chị ta đâu bác gái à bác phải lo cho bản thân mình trước đi đã chứ à, à, bà đâu rồi lẽ ra hôm qua bà phải trả tiền thuê nhà cho tôi rồi chứ trời ơi cái bà này chưa gì lại tìm tới nữa rồi ừ, bác Thì, vẫn chưa trả là... tiền thuê nhà luôn hả tiền con đưa cho bác đâu hết rồi tại vì tôi mắc nợ nhiều tháng lắm rồi à bà mà không mở cửa là tôi phá cửa xong vô nhà đó nha Ừ, tiêu rồi chết rồi Mà mau trốn trốn đi nhanh lên Trời ơi à, Bác ơi bác làm cái gì vậy Con trả giùm cho bác là được rồi Tôi biết là bà có ở nhà Bà trốn đâu rồi Hả Trốn đâu rồi mau ra đây đi Bà trốn trong đó hả Ra đây Bà làm gì ở trong nhà người khác vậy hả bộ chủ nhà lại có quyền xông vào như vậy hay sao mà sao bà biết mở khóa vậy hả tôi biết từ lúc căn nhà này được đem bán nên bà làm vậy là hành động xâm nhập gia cư bất hợp pháp bà có biết làm vậy là phạm pháp hay không vậy tôi cũng đâu có muốn làm vậy đâu chứ tại bà ta lúc nào cũng trả tiền chậm nếu như bà ta còn tiếp tục không trả hết số nợ cũ thì tôi sẽ làm theo luật đó mẹ ơi mẹ có ở trong không vậy chủ nhà đi rồi nên mẹ ra đây đi mẹ cô cứ ở yên trong đây đi chỉ cần im lặng thì nó sẽ không biết cô ở đây đâu bác à đừng bao giờ nghe chị ta dụ dỗ nha tôi biết làm sao rồi mà mẹ ơi sao mẹ không tới con đợi mẹ nãy giờ đó à chuyện đó mẹ đã gọi cho con ừ. nói là muốn kể hết sự thật cho con nghe mà đúng là vậy nhưng nhưng tại vì có ờ... chuyện gì làm mẹ thay đổi suy nghĩ hả mẹ ờ à, không à, thật ra cũng không phải chuyện gì to tát chỉ chỉ là tôi thấy vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với hậu quả bà ấy đang nói cái gì vậy nếu như tôi nói ra hết sự thật vậy thì nghĩa là tôi thừa nhận tôi đã khai man rồi hình như nghe nói tội đó cũng nặng lắm nếu như tôi tự mình nói ra mọi chuyện thì tất nhiên là phải trả giá rồi cũng như mẹ vừa nói mẹ sẽ không thể nào tránh được tội khai man nhưng mà mẹ sẽ không cố tình nói dối chỉ là tại mẹ tức giận quá thôi đúng vậy không ờ à, có thể nói là vậy như vậy thì mẹ sẽ được xét trường hợp khoan hồng trường hợp khoan hồng mình có nên nói ra sự thật cho nó biết về chuyện điều khoản bảo hiểm nhân thọ không ta vậy là bà ta vẫn còn đang đắn đo sao <laughs> À, à à à alo bác gái à bác biết trong đó là gì không vậy vậy đoạn ghi âm đó chính là bằng chứng cho thấy bác là người thụ hưởng bảo hiểm của anh văn hun đó vậy à, cô, cô cô mới nói cái gì vậy bốn năm trước bác đã bịt miệng nhân viên bảo hiểm để chiếm lấy số tiền bảo hiểm có đúng hay không hả bác Lúc đó con đã thu lại đó C Cô, nói dối cô... Nếu như mà bác nghĩ con nói dối á, Thì bác cứ bật lên đi Cái tin nhắn thoại đó đó Bật trước mặt Dung Trung quan thử đi Không biết nếu như mà con gửi tập tin này cho cảnh sát Thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu nha bác Nè, nè đó, là tại cô kêu tôi làm Con với bác là đang ngồi chung một chiếc thuyền Cho nên bác đừng bao giờ tính toán với con nữa Dừng lại đi Bác hiểu chưa? Ừ. lại có chuyện gì vậy mẹ ờ à, không có cô biết làm gì à, thôi bây giờ tôi thấy nhức đầu lắm rồi cô đi về đi nhưng mà con chưa nói xong mà cô cứ về trước đi đã à, bây giờ tôi không còn sức để nói chuyện nữa nên cô cứ đi về trước đi ha dạ vậy mẹ cứ suy nghĩ đi mẹ có gì gọi cho con ơi à, được rồi biết rồi biết rồi chào ha đi về à... đi đi về đi nhanh lên nhanh lên đi 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 mẹ à, thôi cô về đi ha con chu nè. Sao cô dám quy hiếp tôi như vậy chứ? Con không có quy hiếp bé, con chỉ là muốn khuyên bác thôi. Chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau chứ, không cho ai phá kế hoạch của mình hết. Cái gì? Con mong là chúng ta sẽ sát cánh bên nhau. Thôi con về nha. À, Cứ trò cái con này. À, trời à, Trời à, tức quá mà. Tức quá đi mà. ơi à. <laughs> Giám đốc Kai Sara, khó gặp mặt anh quá ha. À xin lỗi cô, cứ coi như là què rồi đi. Tôi nghĩ là trước đây cô cũng từng như vậy, cho nên giờ xí xóa hết đi nha Nghĩa là anh cố tình làm như vậy hả? Tôi cũng không chắc. Chắc. Có thể đó là chiến thuật của tôi. Mà cũng có thể là do tôi có chuyện gấp thì Thật Cũng tò mò sao Nếu đó là chiến thuật của anh á Thì anh thất bại rồi Nhưng mà nếu anh thật sự có việc gấp Thì tôi không muốn hợp tác với người không ưu tiên tôi hàng đầu đâu Anh cũng hiểu mà Cô nói là không muốn hợp tác với tôi Nhưng mà cô vẫn tìm tôi để bàn bạc Gây được sự tò mò là Điều cơ bản trong marketing <laughs> Anh cũng hài hước thiệt nha Nếu cô xem qua dịch vụ bên tôi Cô sẽ biết tôi biết rõ mình đang làm gì vậy ý cô sao là sao nếu như cô thật sự không muốn hợp tác thì chúng ta... chúng ta đừng ai nấy đi anh muốn tôi quyết định liền sao chứ làm mất thời gian của nhau làm gì cho mệt vậy thường thì tôi sẽ không ra quyết định khi tôi chưa gặp mặt đối phương đâu nhưng mà được thôi tôi nghĩ là chúng ta có thể hợp tác với nhau hợp tác vui vẻ nha gặp nhau rồi cô sẽ không rút lại được đâu chúng ta là bạn làm ăn gặp mặt cũng đâu có gì thay đổi được đâu phải là hẹn hò giấu mặt chứ hẹn hò hả con nghĩ cơn chu sẽ hứng thú với cậu ta Kêu em ấy xem thử đi Thôi không cần Con nghĩ tôi tin cô tới mức cho cô chọn chồng tương lai cho con tôi hả? Cô dễ giàu gì mà tìm cho nó một người đàn ông tốt chứ Con biết là cậu không có ấn tượng về con cho lắm Nhưng con luôn xem cậu với cơn chu là người thân của mình Dù thích hay không thích đi nữa thì cơn chu vẫn là em con Nếu cô đã coi chúng tôi là người thân Thì sao cô muốn đẩy tôi vô tù Và đuổi con gái của tôi ra nước ngoài Chúng ta đã bỏ qua chuyện đó lâu rồi mà cậu Với lại còn muốn Cho cơn chu cơ hội trải nghiệm thế giới bên ngoài Chứ không phải đuổi em ấy đi Rồi sao Cô muốn giới thiệu cho con gái tôi Một người thật sự tốt hả Cậu không thể cứ giữ con gái mãi được Em ấy đã trưởng thành rồi con chắc chắn anh chàng mà con nói là người thích hợp với cơn chu. Nếu cậu còn nghi ngờ con như vậy, hay cậu cứ đem hồ sơ này, rồi trực tiếp tìm hiểu cậu ấy trước đi. <laughs> tìm hiểu cậu ta đi. Ai vậy hả? À, cha Sun -hi ghép cậu ta với lại con tôi, nhưng mà tôi không tin tưởng cô ta được. Nếu ông đã không tin, thì còn tìm hiểu làm gì? Thì làm gì có ai dám chắc chắn lỡ cậu ta tốt thì, thì sao? À còn nữa nha, còn cái vụ CCTV hôm đó có quay được gì không vậy? Chuyện đó xem ra hôm đó CCTV trục trặc Nên không quay được người vào văn phòng Mà còn trục trặc ngay thời gian đó nữa chứ Nên không biết được gì hết Ê trời ơi sao lại có chuyện như vậy được chứ Ông có chắc ông không nằm mơ không Làm sao chủ tịch tới đây được Trong khi bảy còn nằm hôn mê ở nhà hả? Không có tôi thấy chị tôi thiệt Tôi còn thấy chung quên đi chung với chị tôi nữa nếu như không phải hôm đó cậu tới đây trễ vì cứ mãi mê chơi trò năm viên đá đó, thì bây giờ không chỉ một mình tôi bị nói là bị điên rồi. Nhưng đâu phải tại tôi đâu, giám đốc cũng... Im đi! <laughs> Hay, thiệt tình à, sao không ai chịu tin tôi để nhìn thấy chị tôi vậy trời? Hết nói nổi luôn. <laughs> Cả đám tụi nó tới tận đây quậy luôn sao? Hay, trời ơi! Có tôi ở đây thì tụi nó đã không dám làm như vậy rồi. Mà nói mới nhớ, sao chị đi mà không nói tiếng nào hết vậy? Nè chị gái à, chị có nhiều bí mật lắm hả? Ờ, à, bí mật cái gì? Ờ à không, ờ, à, chị, ờ, à, chỉ là chuyện riêng thôi. Em nghĩ, chắc là chị đã gặp nhiều chuyện khó khăn lắm có phải không? Có gì thì chị cứ nói cho tụi em biết đi chị. Tuy là tụi em không giúp được gì nhiều, nhưng mà tụi em sẽ cố gắng. Ờ, à, phải rồi. Chuyện cô với mẹ chồng của cô ra sao rồi? Bà ấy nói sao hả? tuy em đã cố gắng thuyết phục mẹ chồng em nhưng bà ấy quyết định ra sao thì em không hề biết con với bác đã ngồi chung một chiếc thuyền rồi nên bác đừng có ở đó mà tính toán với con nữa dừng lại đi bác có hiểu chưa con không có uy hiếp bác mà con chỉ khuyên bác thôi chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau chứ để không ai phá được kế hoạch của chúng ta bây giờ nói ra vẫn chưa muộn đâu mẹ à mẹ là người biết rõ chuyện đó nhất mà về chuyện bảo hiểm nhân thọ, mẹ biết là con không biết gì về chuyện ai hưởng bảo hiểm nhân thọ của chồng con mà. Ờ, à, Trung Quân à, tôi đây. Ờ, à, mẹ hả mẹ? Mẹ đã quyết định chưa mẹ? Mai gặp ở đồn cảnh sát nha. À, dạ, con biết rồi. Ngày mai con sẽ tới. Mẹ tôi nổi giận với tôi Là vì mẹ tôi đột ngột bị mất con trai Lúc đó mẹ tôi kích động quá Nên là ở tòa Mẹ tôi mới nói những lời như vậy về tôi thôi Mẹ tôi biết là tôi không hay biết gì về chuyện Bảo hiểm nhân thọ của chồng tôi hết Mẹ tôi không cố ý như vậy đâu Mẹ tôi không cố ý khai mang trước tòa đâu ạ à. Có đúng gì không mẹ Hả À... Mắt Mi Sun, điều Jun Trung Quân nói có đúng sự thật không vậy? À... Đ... Đó... Đó... không phải sự thật. Mẹ T tại cô ta cứ hâm dọa tôi, nên tôi đành phải tới đây theo ý của cô ta thôi. Cô ta làm tôi sợ hãi lắm. Mẹ, bây giờ mẹ đang nói cái gì vậy mẹ? À, con hâm dọa mẹ hồi nào chứ? Cái, cái gì? Con mới tìm tôi hồi vài ngày trước chứ đâu. Con nói nếu không kể theo lời cô cho họ nghe thì cô sẽ không tha cho tôi mà. Cái bà già này đúng là bị điên rồi. Tôi bà. cũng biết. Cô nghĩ tôi đã tố cáo khiến cô phải ngồi tù mấy năm. Nhưng mà đó là lỗi cô gây ra chứ bộ. Những gì tôi làm chỉ là nói ra sự thật thôi. Nên cô đừng đổ tội cho tôi nữa mẹ ơi ờ, cậu thanh tra cậu cậu làm ơn giúp tôi với nha tôi tôi già rồi không thể cứ sống trong sợ hãi mãi như vậy được đâu không thể chịu đựng nổi nữa rồi cái cậu loại người ra, gì vậy không biết bà, nữa. ơn giúp tôi nào mà già kia mà có cô phải là con người rồi không hả tại cô, sao bà dám cô như bán vậy phẩm? chị ơi cô bán mỹ phẩm đi mà À, hai người ở cùng một khoe sao chuyện đó không quan trọng tôi không tha cho bà đâu Ê, nè, bà à, không phải là con là, người nè, đi ở trong gia đình phải giúp tôi, ra ra tôi nói là không đánh đánh nhau quá. đây mà, vậy vậy mà. mà dám bỏ ra đi chị ơi. ơi Tôi không nghĩ là bà ấy thay đổi nhanh như vậy Đúng là nực cười mà Tấn công và hâm dọa sao Cô hâm dọa bà ta hồi nào vậy Tấn công hồi nào vậy Bà ta muốn đóng vai nạn nhân bà ta còn mạnh hơn cả tôi nữa đó. ôi trời đất ơi, hồi nãy bà ta nắm tóc tôi tới bây giờ còn đau quá đây nè. giờ chúng ta phải làm sao đi? À, phải tìm cách ra khỏi đây thôi. ơi, à, tôi không muốn ngồi tù thêm vài năm nữa đâu. ơi à, thiệt là, ơi à... à, nhất hết cả mình mày, cô ta dữ thiệt luôn. À, con chu tôi đây tôi làm theo lời cô dặn rồi đó à, tôi mệt sắp chết rồi nè bác làm rất là tốt đó bác vậy thì tốt rồi từ giờ tới khi con gọi điện cho bác á thì bác cứ ở nhà đi nha và đừng có gặp ai hết dạ sao rồi mới được lên nhậm chức trưởng phòng em thấy sao dạ Cảm ơn phó chủ tịch nha. Những lúc không có ai, em không cần phải trang trọng như vậy đâu. Tôi làm sao có thể làm như vậy được? Phó chủ tịch là cấp trên mà. Chị có thể thấy được trách nhiệm đối với công việc của em và chị trông đợi vào thanh quả của em. Để phó chủ tịch không phải thất vọng, tôi cũng phải cố gắng hết sức. Tôi xin phép nha. Đợi đó cha Sơn Hy. Chị chống mắt lên mà coi. Tôi sẽ cướp vị trí của chị cha cơn chuồn cô không sánh bằng tôi đâu hôm nay tôi đã có hẹn với anh ấy dạ ông ấy sắp về rồi ừ. dạ a à, minh à. à anh về rồi à đang nhìn gì vậy <laughs> em đang ngắm hình của đại biểu hong môn hô Ho. em không thích làm vợ của chính trị gia mà <laughs> em thử rồi và thấy cũng không tệ lắm <laughs> buổi họp ngày hôm nay có nhiều người về chức vụ quan trọng tham gia lắm đó vậy anh phải nói cho em biết trước em phải quan tâm tới ai nhất tất nhiên là vậy rồi bây giờ cùng đi <cười> <cười> sao vắng tanh vậy cô Hôm nay mọi người về trễ. <laughs> Vậy hả? À. Là con đây bà ơi. Bà ở nhà có chán không? Lẽ ra con đã về sớm hơn rồi, nhưng mà chụp hình lâu hơn dự kiến. Nếu bà muốn thấy con trên TV thì bà phải mau chóng tỉnh dậy thì mới coi được con đi thay đồ rồi vào nói chuyện tiếp với bà nha bà đợi con một lát À. 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 Tôi chấp nhận lời xin lỗi Nhưng mà sau này Đừng buộc tội người khác dễ dàng như vậy Cậu không biết buộc tội người vô tội Là bất công với họ tới mức nào đâu <laughs> Lẽ ra nên hỏi tên chứ Dây chua nè Còn ăn tối chưa Hừm? chắc là mệt lắm rồi có đúng không bốn năm trôi qua rồi mà bảy vẫn như vậy đúng là hết nói nổi mà ủa mà chị ơi sao chị lại đưa em ra ngoài được vậy đúng rồi đó tôi thấy có vẻ như bà ta muốn tống chúng ta vào tù thêm một lần nữa ờ à, ờ à, 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 chuyện chuyện đó sao anh biết chung quanh của chúng tôi đang bị giam giữ ở trong đó vậy giờ quan tâm chuyện đó làm gì cô không muốn cứu cô ấy ra hả <laughs> tôi tự mình lo được cho chung quan chứ không cần anh xí vô đâu thôi đi đừng có bướng bỉnh nữa nè cô tính sẽ cứu bằng cách nào chuyện đó để tôi tự lo không cần anh quan tâm Tôi oh. tới đây để giúp đỡ Jun chung quan mà nếu cô thực sự tìm ra cách để cứu Jun chung quan rồi thì tôi không can thiệp nữa vậy cô có cách chưa <laughs> bây giờ thì chưa nhưng mà tôi sẽ tìm ra cách gì <laughs> ai mẹ con đi đau đài hả mẹ con á mẹ đi đâu rồi à, à chuyện đó hả à, mẹ của con hi à... chào nhóc bạc hà con nhớ chú không mẹ con đó vừa mới đi ra ngoài rồi lát nữa mẹ con về à, chú chú này nói đúng đó à, một chút nữa mẹ con sẽ về cứ để cho tôi giải quyết cô đừng có nói cho Jun Chung Won biết là tôi giúp nha giờ quan hệ của chúng tôi không được tốt cho lắm cho nên tốt nhất, đừng, đừng để cho cô ấy biết chuyện này. Chị ơi, hả? Sao chị cứu em ra được vậy? Ờ, à, à, chuyện đó hả? Ờ à, chuyện đó là tại vì chị đi hỏi thăm khắp nơi luôn, à, chị nói em bị đối xử bất công vì tiền án trong quá khứ của mình, à, nhưng nhưng mà bây giờ chuyện đó đâu còn quan trọng nữa, hai người ra khỏi phòng giam là được rồi. Trung quang còn cấp bách hơn tôi đó hình như là tất cả mọi chuyện đều không được thuận lợi em cũng không biết sao mẹ chồng em lại đột ngột đổi ý như vậy bà ấy nói với em là sẽ thú nhận rồi mà hay là có ai đó giật dây đằng sau bà ta tôi có cảm giác như vậy đó vậy thì em sẽ đi gặp mẹ chồng hỏi coi có chuyện gì xem bà ấy có chịu nói hay không số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được con đã ghi âm lại đoạn nói chuyện hôm đó. Không biết là nếu như con gửi tập tin này cho cảnh sát, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Giờ thì con Chu nó nói vậy. Giờ thì nó đảm bảo với mình như vậy. Lỡ như sau này nó trở mặt thì sao? À, không được rồi. Mình phải đi gặp con Chu mới được. Giờ này mà mẹ tính đi đâu vậy ta? <laughs> Giám đốc marketing đang đợi cô, thưa cô. À, được rồi. Xin lỗi, đợi có lâu không? Không, cô tới rất đúng hẹn mà. Nhớ tôi không? Tôi từng là tài xế của chủ tịch. Anh là giám đốc của Kaisara sao? Phải. Sao không nói cho tôi biết chứ? Nói gì? Thì uh, thân phận của anh đó. Thân phận của tôi giám đốc của Kaisara. À. Là cộng sự của cô. Cô? Cô còn muốn biết thêm gì nữa sao? Tôi nghĩ uh, hai chúng ta đừng nên hợp tác với nhau. Nhưng mà sự thật là cô cần người như tôi. Nếu nói những người giống như anh thì trên đời này rất là nhiều. Nhưng dù cô có cố tìm Cũng không thể tìm ra người có chung kẻ thù với cô đâu Chung kẻ thù? Cha Sơn Nghi Nghi Tôi biết Cô đang muốn đẩy bà ta xuống Để cướp vị trí đúng không? Có thể nói là như vậy Còn anh thì sao? Tôi uh, thì muốn uh, Báo thù chuyện bà ta Gài bẫy đổ tội cho tôi vào năm đó Tôi sẽ giúp cô đánh bại bà ta, Jasuni. Vuôn Trung Quang vừa mới được thả ra rồi. Khả năng của cô chỉ có như vậy thôi hả? Đẩy cô ta vào tù. <laughs> Xin lỗi anh nha, nói chuyện sao ha? Được thôi. Cô đang ở đâu vậy? Bãi đậu xe hả? Lên văn phòng của tôi, lên đây ngay lập tức. Tôi vừa gửi địa chỉ của Jun Trung Quang đó. Dạy cho cô ta một bài học đi. Khả năng của cô chỉ có như vậy thôi hả? Để chị ta vào tù à, Xin lỗi nha Nói chuyện sao ha à, Lúc nào cũng chăm chạp hết Mẹ tới đây làm gì vậy ta Mẹ đâu có việc gì phải tới công ty chứ Hay là có ai đó Đằng sau giật dây bà ta tôi có cảm giác là như vậy ai đã thả vun trung quân ra ngoài vậy hả bác gái đã buộc tội họ rồi mà không có lý nào được thả ra sớm tới như vậy tôi cũng đang tìm hiểu còn tìm hiểu cái gì nữa mau tìm cách tống chị ta vào tù đi à... À sao bác gái lại tới đây vậy bác tôi gọi mà cô không bắt máy ha, cô biết là tôi phải ở nhà một mình lo lắng lắm không Tôi đã làm theo tất cả những gì cô dặn rồi cơn chú. Cơn chú? Lúc Văn Huynh gặp tai nạn, cô kêu tôi khai là trung quan ngoại tình. Ha, nó làm vậy là để lấy tiền bảo hiểm nhân thọ của Văn Huynh. Rồi tới lần này, ha, cô kêu tôi nói dối với cảnh sát là nó hâm dọa tôi. Nên giờ con đang nói chuyện với luật sư nè bác, để tìm cách bảo vệ cho bác. Và tìm cách tống Dung Trung Quân vào trong tù đây nè.